Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh hàng Nhật Bản Tấn Tôn em ha. Thì hôm nay em lại lên một ít dao, gồm có dao thủ công ha, hàng thủ công. Thì lần này mình lên là còn mã hàng dao thép đen thôi. Thì anh em có dao rẻ tiền ha, anh em chọn mã rồi nhắn tin. Cái này thì cây Betty của Đức ha. Cái này dài 12,5, bản rộng 2.6, 90.000 nha. Đây, dao tình trạng rất là ok. Số 1 nha. Cây này cây số 2. Số 2 cây này còn tem rất là đẹp này. Cây này 170.000 nha. Dài 15, bản rộng 3.5 nha. Rất là bén nha. Cây này cây số 3. Số 3 này 80.000, dài 9.3, bản rộng 7 ha. À 9.3, bản rộng 2.7. 2.5 thôi. Cây này rất là bén này ha. Cây này thì nó rỉ nha. Hai cái kia thì không rỉ, còn cây này thì nó rỉ. Dòng này dòng carbon, con này thì làm lòng gà lòng đồ rất là ngon ha, rất là bén nha. Dòng này thép nippon Nhật Bản ha, 80.000. Cây này cây số 4 nha. Số 4 dài 17.3, bản rộng nó 4.2, 180.000 của Đức nha anh em. Của Đức ha. ZMR ha, của Đức ha. Cái này thì rất là rẻ ha. Con này mình bán 180.000 thôi. Cái này còn đẹp mới lắm. Cái tem ở đây thì vẫn còn nguyên này. Nếu mình đánh vào đây thì sợ mất chữ ha, nên không đánh nha. Cán còn rất là đẹp nha. 180.000. Cái này cây cây dao đề 3. Cái này hai lớp thép không rỉ nha. Cái này hai lớp ấy. Con này thì ít, rất là bén nha. Để từ từ mình cắt. Đề ba nó hơi khó cắt nhưng mà rất là bén này. Đấy, bén ha. Cái này 250.000 nha, dài 13.5, bản rộng nó 4.1 ha. Bản sau rất đẹp đấy. Rồi cái này cây cây dao Nakiri 3 lớp ha. Con này thủ công, dày ở trong này 4 ly mỏng dần ra ngoài nha. Cây này số 6, 250.000 nha, dài 15.5, bản rộng nó là 4.4. Đây, hãng nó đây ha, ở cán. Cái này mình bán với giá là 250.000 thôi, thủ công nha. Rồi cái này cây số 7. Số 7 là một cây Nakiri. Cái này là Damascus nha. Đấy, có vân thấp non á, không phải là Damascus. Nó giống như vậy đó. Con này thì nó rất dày nha, dày ở trong 5 ly rưỡi á, mỏng dừng ra ngoài nha. Cái này thì cán gỗ khâu sừng riêng của nó này. Cái này 400.000 nha, dài 15, bản rộng 4.5. Cái này 400.000 nha. Cái số 8 ha. Số 8 là cây Masamoto. Cây này còn rất là đẹp, đẹp hơn cây lúc trước mình bán nha. Cây này cán gỗ khâu sừng vàng nha. Cây này 350.000. Cây này mắc hơn 50.000 ở clip trước. Tại vì cây này khâu sừng vàng nha. Sừng vàng mắc hơn. Dài 10.3, bản rộng nó là 3.7. Cây này có chữ Masa đằng sau ha. 350.000 số 8. Số 9 nha. Số 9 là một cây dao Nakiri thép xanh này. Nó có ghi chữ thép xanh ở đây nha. Bên này tên hãng nha. Cây này rất là bé nha, thép xanh nè, anh em trải nghiệm cây này rất là ngon này. Đấy. Nó còn lớp áo kháng rỉ, chống rỉ ha. Cây này mình bán với giá là 290.000, anh em dùng để trải nghiệm. Và 16.6, bản rộng 4.5. Cây này cây số 10 nha, 220.000. Cây này là nguyên bản chưa sử dụng, đề 3 hai mặt. Nó lai đề 3 với Gyoto, với Santaku nha. Nó rất là bé nha. Con này cũng sử dụng thép giấy xanh á. Con này hãng nó đây nè ha, của Tosa đó. Rất là đẹp rồi. Con này dài 14.7, bản rộng 4.2. Cái này cây Tupperware. Tupperware của Tojiro nha. Tojiro làm nha. Cái này dài 16.7, bản rộng 4.4 nha. Thép tiêu điện không rỉ ha. 37 lớp. Cái này 850.000. 850.000. Đây, cái này Nakiri. Con này dài 15.7, bản rộng 4.8 nha. Cái này dài ở trong này 5 ly mỏng dừng ra ngoài nha. Đây, cái này thì mình bán cũng rẻ. 340.000 thôi. Rồi có một cái dao bổ câu nha. Dao này bổ câu thời xưa ông bà mình hay ăn đấy.
Cái này dài 10 bản rộng 3. Cái này mình bán 170.000 nha. Cái này còn đẹp lắm. Số 13. Số 14 là một cây dao dài 16 bản rộng 3.9, 240.000 nha. 240.000. 240.000 cây này Karisuke. Đấy. Dáng rất là độc lạ nha. Ba lớp rất là đẹp. Cây này bán 240.000. Cây này cũng 240.000 nha. Cây này Nakiri dài 15.7 bản rộng nó là 3.8. Anh em xem ha, ba lớp ha, rất là đẹp ha. Cây này cán tròn nha. Dài 15.7, 240.000. Cây này cây số 16 ha. 16. Cây này dài 16.2 bản rộng 4.2, 230.000 nha. Cây này có chữ đây. Ba lớp nha. Dao này ba lớp hết. Đây, cây này cây bông hoa mai này rất là hệ nha. Hàng nổi tiếng nhưng mà mình quên cái tên nó rồi. Cây này thì dài 16.6 à 15.6 bản rộng 4 nha. Cây này khâu đúc nha, cán gỗ khâu đúc. Rất là bén nha. Cây này 350.000. Rồi cây này cây dài 17 bản rộng 4.3 ha, 440.000 nha. Cây này là của Tosa này. Stubaya của hãng Tosa nha. À, của hãng Stubaya làng Tosa. Cái này ba lớp ha, vân giang mai rất là đẹp nha. Con này ốp không rỉ, lọ không rỉ nha. Con này 440.000. Rồi con này, con này 3 dài 19 à, dài 10.7 bản rộng nó 3.9, số 19 nha. 190.000 luôn. Rất là bé nha. Bé cực kỳ luôn. Cái này đề ba size này mổ cá tầm 5 kg đổ lại ha. À, cái này cây cái này cây đây bông hoa cúc này, cây kiêu chi này. Đấy, ba lớp vân giang mai, ốp không rỉ, lọ không rỉ nha. Cái này lọ không rỉ luôn. Lõi con này lõi kháng rỉ á. Đây nó có hình như chromax đúng không? Con này thép chromax nha. Con này thì nó bán rỉ nha, có rỉ nhưng mà rỉ nhẹ lắm. Đấy, rất là ngon ấy. Thép rô mắt thì ngon rồi. 380.000. Ở cây này cây 3 lớp. Con này 3 lớp ha. Con này dài 16 bản rộng 4.1 ha. Cây này số 21 nha. 250.000. Cây này cây số 22. 22 là dài 17 bản rộng 3.5. Con này cán cũng rất ok này. Con này thì nó hơi rỗ mặt trên này nhưng mà chữ khắc tay thủ công rất đẹp. Con này thì mình bán 220.000 nha. 220.000. Dáng con này dáng nhọn ghi ô tô. Con này số 23, con Damascus. Con này thì nó không có logo nha. Con này như của Takayuki. Đây. Con này thì rất là ngon đây. Damascus. Đấy, thủ công nha. Con này là đập bằng tay vân búa. À, con này cán gỗ bách ca. Đấy, rất là đẹp. Đấy. Con này nếu mà có chữ thì giá nó khác nha. Có chữ thì giá tầm 1.4 triệu, 1.4 triệu, 1.6 triệu là rẻ nha. Cái này là hàng cũ ấy, dài 18 bản rộng 4.4, 800.000 nha. Rồi cái này cây cái này cây Santa Cư, cái này dài 16.7 bản rộng 4.3, 350.000, dài hai cái mã 24 nha. 24, con này bóng lưỡng à, chữ khắc tay rất là đẹp. Con này ốp khung rỉ nha. Cái này 350.000. Rồi cái này cây số 25. 25 là Nakiri. Con này thủ công, dài ở trong này 4 ly rưỡi mỏng trên ra ngoài nha. Con này rất là bé. Dài 15 bản rộng 4.5. Cái này 320.000 nha. Rồi cái này 200.000 này. 200.000 một cây 3 lớp. Con này thì cá hơi xấu xíu. Dài 16 bản rộng 4.3. Cái này 3 lớp nha. Rất là đẹp đấy. Đây một cây đề ba. Cây đề ba này bán 300.000 nha. Cây đề ba này rất là xịn. Chữ nó đây này. Ba lớp ha. Vân giang mai này anh em nhìn này, thấy là biết xịn sò này. Cây này hai lớp thủ công này. Cán gỗ này. Cán cái tem này. Dài 13.8 bằng 4.3. Rồi cây này cây cây này chromax, nó là vân búa nha. Đây.
Cái này có cây loại của Takamura nó cũng làm như vậy nha. Dài 16,2 bản rộng 4.3 à 4 ha. 4. Rất là bén. Cái này 340.000 nha. Ui 340.000 rồi ha. Rồi cái này cây dao Gyuto, cái này có cái kiếm nha. Đấy. Cái này dài 17 bản rộng 4.1 nha. Cái này rất là ngon, mới ha. Dáng rất đẹp. Cái này 280.000, số 29 nha. Ghi số hết chưa? Đây, cái số 30 này. Đấy, 30 ha. 30 là một cây dao còn mới 3 lớp. Ốp khung rỉ lõi carbon ha. Con này cán gỗ ha. 240.000, dài 16,1 khoảng 4.2. Đây có một cây dao đứt. Con này là bản đặc biệt nha anh em. Đấy, bản đặc biệt nó có ốp hai ốp đồng hai ốp phím màu đỏ ở đây này. Hàng đặc biệt, con này khâu chéo này. Con này nguyên khối của hãng Jilin, đấy, Zhammer, Đức hai người đấy. Nhưng mà hàng đặc biệt nha, hàng này hiếm gặp lắm. Cái này giá mới nó bán rất mắc ha. Mình bán 550.000, dài 16,6, bản rộng 4.4 ha. Rồi có một cây Mizuno, đấy, Mizuno thép không rỉ nha. Đấy, thép không rỉ. Con này thép không rỉ. Con này mình bán với giá là 380.000, số 32, dài 15,5, bản rộng 3.7 ha. Mizuno không rỉ, Santaku. Con này con Nagiri, con này số 33 ha. 33 mình bán với giá là dài 14, bản rộng 4.6 nha. Đây, cái này hương giang mai, rất là đẹp. 3 lớp. Con này ram nguyên, 4,5 mỏng dần ra ngoài nha. Con này 340.000. Clip hôm nay thì nói hơi nhanh nha. Đấy, mình bận công chuyện xíu. Cái này số 34 này. 34, 130.000, dài 11,7, bản rộng 3.9 nha. Cái này 120.000, 130.000 này. Cây đề ba. Đề ba nhỏ ha, xe nhỏ. Mini hai mặt nha. Con này con đề ba của Kia này. Con này rất là xịn này. Đây. Con này rất là xịn nha. Cán gỗ khâu sừng vàng, rin. Đây, Kia này, Kia thì rất là mắc tiền nha. Con này ba lớp. Đây này dài 13, bản rộng 4.1 nha. Con này mình bán với giá là 300.000. Kia khâu sừng vàng 300.000 nha, mặt sau nó hơi rổ tí ngay đây này. Rồi cái này cái số 36 ha, 36 là 120.000 thôi. Cái Nakiri 3 lớp, ốp khung rỉ lõi carbon nha, chữ khắc tay, thủ công. Cái này dùng để gọt trái cây thôi. Cái này ốp khung rỉ lõi khung rỉ này. Gold này ha, khung rỉ ha. Cái này khung rỉ, ốp khung rỉ lõi khung rỉ. 270.000, dài 17,5, bản rộng 3.5. Cái này số 37 nha. Số 38 là rất hiếm này, cái này cây Nakiri, cây Santaku. Đấy, cái này thì nó là ốp không rỉ lõi thép dây xanh ha. Anh em tìm thép dây xanh mà không rỉ thì đây. Con này dài 16,2, bản rộng 4.1, 400.000 nha. Số 38. Rồi số 39 là một cái dành cho anh em chuyển lock nha. Cái này một cái lock rất là xịn nha, của Mizuno. Mizuno thép kháng rỉ luôn ha. Thép không rỉ. Cái này có cái chữ đây này. Dài 16,3, bản rộng nó là 3.7 ha. Cái này mình bán 550.000 nha. Cái can nó rất là to và đầm tay nha. Rất là chắc chắn. Con này thì 540.000 nha. Rồi cái này cây Arisugu. Đấy. Rất là xịn nha. Arisugu sử dụng thép dây xanh nha. Dây xanh. Anh em chơi dao thì biết Arisugu rồi, rất là đắt nha. Dao mới mấy con này rất là đắt. Con này là Sushikiri, rất là đắt đỏ ha. Dài 11, bản rộng nó là 6.5, 1.650.000 nha. Đấy, Arisugu này anh em nhìn này, rất là mới. Anh em nhìn cái vân giang mai nó này. Vân mai rất đẹp nha. Con này sử dụng thép giấy xanh. Sống lưng ở trong này dày, mỏng dần ra ngoài nha. Cán là cán gỗ khâu sừng, dài 21, bản rộng nó 6.5. Rồi có một cây 41 nha. 41 là dài 16,1 ở 7, bản rộng 4 cm, 400.000 nha. Rồi cây này
41 ha. Con này ốp không rỉ, lõ không rỉ, khâu đúc. Cái này cây số 42 ha. Quay thử câu chuyện về chưa? 42. Giá 15,8 bản rộng 3.6, 320.000 nha. Số 43 nha. 43 là 370.000, giá 16 bản rộng 3.8 nha. Con này thì phụ công ha. Dày ở trong này, anh em nhìn ở trong gốc này nó dày mỏng dần ra ngoài này. Cái này 370.000. Rồi cái này cây 90.000 nha. Cây này của Đức. ZM của Đức nha. Đức một hình người của Đức nha. Và 11 12 bản rụng đó là 2.6. 12,7 bản rụng 2.6. Cái này 90.000 thôi. Cái này số 44. Số 45 nha. 45 là cây Arisugu ốc không rỉ, lõi không rỉ ha. Con này thì mình nghĩ là thép VG10. Arisugu hãng nổi tiếng nha. Cái này 300.000 nha anh em. Và 15,5 bản rụng 3.6 nha. Cái này số 46, 320.000, giá 16 bản rộng 4.5. Cái này thì khâu đúc này. Nó là không rỉ luôn, thép không rỉ. Ở đây nó ghi là thép Starter không rỉ ha. Rồi, cái này giá 16 bản rộng 4.5, 320.000. Cái này số 47 ha, ốp không rỉ, lõi không rỉ. Đấy, khâu đúc 3 lớp không rỉ ha. Cái này 390.000, dài 16,5 bản rộng 3.8 nha. Rồi cái này cây ốc không rỉ, lõi không rỉ luôn. Đấy, con này thì 270, dài 18, bản rộng nó là 4 ha. 16,8 bản rộng 4.4. Cái này mình bán 270.000 nha. Rồi có một cây ốc Nasigi, con này thì 3 lớp nha. Con này thì 3 lớp, nó là ốp Nasigi khâu sừng. Giá 16,5, bản rộng nó là 4.9 ha. Cái này 750.000 nha. 750.000. Đây, chữ nó đây ha. Cái này Cromax. Đây, Cromax nè. Vân dân mai 3 lớp ha. Con này thì 380.000 nha. Cromax là ngang với thép xanh nha. Đấy, nhưng mà nó lại không rỉ, nó rất xịn hơn cả thép xanh đấy. Này không ngon thì anh em cứ trả lại hoàn tiền lại thoải mái nha. Bao anh em xài con này 380.000. Cái này dài 15 bản rộng nó 4.7 ha, 170.000. Cái này cây số 52 ha. Phải không? 52. Dài 26,5 bản rộng 5 ha. 280.000 nha. 280.000. Cái này nó bị lỗi nha. Cái này mình bán 280.000 là do nó bị lỗi ngay đây này. Cái khâu này nó bị mục ha. Còn gỗ cán rồi ok hết. Anh em để vậy xài thì dán băng keo vô đây xài thôi. Tại vậy nó mới rẻ ha. Chứ cây này nếu mà giá 27 thì không có giá này đâu. Nếu mà đạt thì tầm rẻ nhất cũng phải 550. Cái này cây kiếm này. Số 53, giá 16,5. Bản rộng 4.5 nha. Cái này thì mình bán với giá là khâu đúc nha, 300.000. Cái này của cây này. Ha. 20 bản 5, 400.000 nha. 400.000. Cái này 400.000, số 54. Cái này của cây rất là dài to ha. Yêu to đấy. Cây Suki đấy. Cái này của Đức nha. 220.000, dài 17, bản rộng nó là 4.3 nha. 17,8 là 18 nha. Cây này Đức hai người này, hơi mờ mờ tí thôi. 220.000. Con này thì xịn ha. Số 56 nha anh em. 56 là một cây bổ câu. Cây này thì 130.000, dài 9,7, bản rộng 2.7, 2.9. Rồi cây này cây 57, 100.000, dài 11,8, bản rộng là 2.3, 2.3 nha. Cái này thì bán 100.000 thôi. Số 57 này. 58 này. 58 là một cây cái này 58 là 350.000, dài 21, bản rộng 4.3 ha.
Cái này 350.000 nha. Cái này rất là dài nha. Cái này số 59 270.000. Đấy, của Đức hai người nhưng mà khâu đúc nha. Con này đặc biệt khâu đúc rất là đẹp này, của Đức nha. 270.000. Đấy. 59. 60 là 160.000, giờ 15 bản rồng 4.4 nha. Đây, 4.4. Cái này 160.000 thôi, cái này 32 lớp thủ công. Con này có vân thép non rất là đẹp này, ha. Không có chữ nha. Cái này cây 61 170.000, dài 14 bản rồng 3. Cái này có chữ đây. 3 lớp thủ công nha. Con này thép xanh, vân nhân mai này. Con này tô sa mà nó có nó rèn thủ công. Cái này 3 lớp vân nhân mai. Cái này 62 340.000 nha, dài 16,7 bản rồng 4.3. Rồi cái này cây này 3 lớp Betty nha. Con này không rỉ, ốc không rỉ, lõ không rỉ, gold này. Có chữ gold này. 160.000, giá 13,5 bản rộng 3.8. Con này số 64 220.000, giá 14 bản rộng 3.9 nha. Con này Saki Mango Roku. Con này 3 lớp Vân Giang Mai. Con này 220.000. Con này 3 lớp Vân Giang Mai. Đấy, lõ thép Super Super Gold. Đấy, siêu thép giấy vàng nha. Siêu thép giấy vàng, không rỉ nha. 3 lớp Vân Giang Mai. Con này dài 16,2 bản rộng 4.4. Con này 360.000. Con này là của Arisugu. Con này có vương miệng rất là xịn nha. Con này bén này thôi rồi luôn. Thép nó là thép hợp kim. Rất là bén nha. Ngọt cực kỳ luôn. Bén dã man lắm. Con này mà 370.000, dài 14 17,2 bản rộng 3.9 3.5. Con này nổi tiếng ai cũng biết rồi. Rồi, có cây này 3 lớp ha. Chữ rất lạ nha. Con này có lõi lõi thép L, có lõi lõi đùng nha ở giữa nha. Anh em nhìn thấy nè, 3 lớp nhưng mà lõi đùng. Nó thành 5 lớp đó. Rồi, rất bé. Con này 280.000, dài 16,5 bản rộng 4 ha. Rồi, con này con cai. Con này sử dụng thép Swending là thép thủy điện không rỉ nha, nguyên khối luôn. Thép thủy điện nguyên khối không rỉ, rất là ngon nha. À quên nói giá 300.000 nha. 68 300.000, dài 16,5 bản rộng 4.3. Con này cán rất là đẹp. Cán có hở ít nhẹ tí nha. À, con này Nagiri chưa mày bén này. Con này DBS DB là thép carbon nha. Con này 270.000, dài 16 bản rộng 4 ha. Mai nhựa mai này. Con này con Chromax này. Chromax này thép bắn rỉ nha. Mấy con vân búa này thủ công này là toàn Chromax hết. Nhiều hãng lắm à. Có này cây này dài 16,1 bản rộng 3.7. Con này bán 320.000, số 70 nha. Rồi số 71. Rồi có bộ 3 cây nha. Bộ 3 cây của cai nha. Giống nhau ha, giống nhau hết này. Đầu tiên là một cây xanh thứ cư nhỏ. Cây này size 14,4 bản rộng 4.3. Cây này cai Saki Manguruku này. Con này thì nó không rỉ nha. Rồi, ba con 550.000 nha, có hai cây này. Có cây này cây dài hơn, cây này cây Gyuto có rảnh nhung dính, còn cây này cây Nagiri. Đây. Ba cây. Rồi mình bán với giá là 550.000. Rồi, cây này cây Kikuchi bông hoa cúc. Con này thép cũng Chromax luôn. Ốc không rỉ, lõ không rỉ ha. Con này có cái mộc bên này này, anh em nhìn để ý nè ha. Đấy, thép bán rỉ. Có rỉ mà rỉ nhẹ nha. Rồi, con này 400.000 nha, dài 16,4 bản rộng 4.4 ha. Con này vân giang mai rất là đẹp. Anh em xài mấy con giá cao thì nó ngon. Cuối cùng là một cây dao Nakiri. Cây này mài chưa bén thôi. Con này con ngựa này ha. Con này 170.000, dài 15,5 bản rộng nó là 4.5 nha. Nakiri. Rồi, cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em ở clip kế tiếp nha.